người trực tiếp phát hiện và tóm sống ổ rắn hổ mang chúa gồm 3 con kể lại. Vào khoảng 9 giờ sáng nay, trong lúc săn lấp bãi đất để làm chỗ đổ xe, thợ máy xúc lật mô đất lên thì tôi phát hiện một ổ rắn. Thấy cả 3 đầu con rắn cùng nhau phi ra lại rụt vào, ai nhìn cũng sợ. Và cùng lúc này thì tôi lại gọi thêm số anh em đến hỗ trợ, rồi chặn đầu từng con, dùng dây buộc và lôi ra khỏi ổ. Có mặt tại địa điểm trên, phóng viên chứng kiến hàng chục người đổ xô ra hỗ trợ anh Tiên bắt rắn và nhiều người hiếu kỳ cũng kéo đến xem. Theo bàn tán về ổ rắn này thì một số người dân khu vực cho biết đây là ổ rắn có thể đã tồn tại từ rất lâu. Vì thời gian trước đây ở khu vực này có ít người sinh sống, thi thoảng thì họ vẫn bắt gặp rắn bò qua lại trên đường. Một số người khác cũng khẳng định, vào những thời điểm thời tiết thay đổi, họ còn nghe thấy tiếng thở khá lớn từ ổ rắn này vào ban đêm. Theo chị Thúy thì, nhà sát cạnh bãi đất trống có ổ rắn kể lại, vào mấy hôm trời mưa, nước ngập, một con rắn to rất giống trong số những con này đã nằm vào góc nhà tôi và khiến mọi người khiếp sợ, không dám bước vào nhà. Sau đó dùng gậy đánh đập nhưng nó trường kịp. Theo con rắn to và dài nhất đưa lên cân nặng được 3,5 kg, dài 1,2 m, còn lại mỗi con khoảng 2 kg, dài hơn 1 m. Và ngay sau khi sự việc được phát hiện, một thương lái trả giá gần 10 triệu cho ổ rắn trên, nhưng anh Tiên mà mọi người quyết định không bán.